Một bạn khách hàng có hỏi trong một video về lò nướng bánh sa-ta như sau: nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu vậy ạ? Ở đây trên lò nướng bánh sa-ta có đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ, và mặt hiển thị của đồng hồ ấy thì bạn có thể cài đặt được nhiệt độ trên 400 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế mà bạn cài đặt được ấy thì nó chỉ rơi khoảng tầm 350 độ thôi. Và theo khảo sát mà tôi khảo sát của những khách hàng dùng lò nướng này ấy, thì thường ấy khách chỉ dùng nhiệt độ trung bình rơi khoảng tầm từ 200 cho đến 250 độ. Tùy vào cái sản phẩm mà khách hàng sử dụng thì bạn sẽ đặt cái nhiệt độ phù hợp với sản phẩm của mình. Nếu mà các bạn muốn ấy cài đặt nhiệt độ mà lên đến 300 hoặc là 350 độ thì các bạn hoàn toàn có thể đặt được. Nhưng khi mà bạn đặt nhiệt độ quá cao như vậy ấy thì cái phần linh kiện của lò ấy nó sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều, dẫn đến tuổi thọ linh kiện ấy sẽ bị giảm đi. Thành ra khi mà các bạn chọn mua mẫu lò này thì các bạn cần lưu ý là cái sản phẩm của mình nướng ở nhiệt độ bao nhiêu và lò có đáp ứng được nhu cầu của gia đình mình hay không để bạn lựa chọn cái mẫu lò phù hợp. Còn nếu mà sản phẩm của gia đình mình ấy nướng với nhiệt độ cao ấy, bạn có thể liên hệ với bên công ty để được hỗ trợ. Bên công ty sẽ tư vấn cho các bạn về những mẫu lò mà thích hợp để nướng những sản phẩm của gia đình mình.